dõi kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Trận tiếp bóng đá U23 Bahrain với U23 Iraq, chiến thắng đầu tiên cho U23 Iran. U23 Iran đã khởi đầu vô cùng tồi tệ ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 khi thua 0-5 trước U23 Thái Lan. Trận thua này đã phơi bày những nhược điểm ở hàng thủ của U23 Bahrain, đặc biệt là ở hai vị trí hậu vệ cánh. Chắc chắn U23 Iraq sẽ khai thác nhược điểm này của U23 Bahrain ở trận đấu tới. U23 Iraq đang khát khao giành chiến thắng đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Họ đã hòa một đều với U23 Úc ở trận ra quân. Do chủ nhà U23 Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng sau khi thắng U23 Bahrain, nên lúc này cuộc chiến giành vé đi tiếp ở bảng A đang rất gay cấn. U23 Iraq phải thắng những trận đấu kế tiếp để nuôi hy vọng đi tiếp, không loại trừ khả năng U23 Iraq sẽ chơi tấn công, kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Do đó, trận đấu tới đây sẽ là thách thức rất lớn với U23 Bahrain. Nếu thua thêm trận nữa, rất có thể U23 Bahrain sẽ phải sớm nói lời chào tạm biệt với vòng chung kết U23 châu Á 2020. Nhận định U23 Bahrain với U23 Iraq 17h15 phút ngày 11 tháng 11 vòng chung kết U23 châu Á 2020. Kết quả lượt trận mở màn bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2020 đã tạo ra không ít bất ngờ. Một U23 Bahrain từng vượt qua đương kim á quân U23 Việt Nam ở trận giao hữu trước giải đấu đã thi đấu bạc nhược để rồi thua đậm 0-5 trước chủ nhà U23 Thái Lan. Đúng là U23 Bahrain sở hữu dàn cầu thủ to khỏe, cán lướt tốt, song họ tỏ ra quá chậm chạp và nặng nề nên dễ dàng đổ vỡ sau những mảng miếng phối hợp tấn công đầy tốc độ của U23 Thái Lan. Hàng thủ kém cỏi trong khi hàng công thiếu sắc sảo nên xem ra U23 Bahrain đang trở thành đội lót đường tại bảng A. U23 Iraq không được đánh giá cao trước vòng chung kết U23 châu Á 2020, nhưng sau trận hòa một đều trước U23 Australia ở trận ra quân bảng A, giới chuyên môn phải nhìn đại diện Tây Á bằng con mắt khác. Hôm đó, U23 Iraq chơi phòng ngự phản công đầy khoa học, duy trì cự ly đội hình tốt và thực hiện những mảng miếng phối hợp hiệu quả. U23 Iraq đã thi đấu lăn xả, quyết liệt, hết mình, nên một điểm trước ứng viên U23 Australia là hoàn toàn xứng đáng. Với những gì trình diễn ở lượt trận đầu tiên thì U23 Bahrain khó lòng tránh khỏi một thất bại nữa. Về thông tin đối đầu, U23 Iraq thắng 3, thua 1 trên 4 trận đấu đối đầu trước đây. Cả 4 trận đấu đối đầu trước đây giữa hai đội đều khép lại hiệp 1 với tỷ số 0 đều. Nhận định trận đấu U23 Bahrain với U23 Iraq. Bùng nổ trong hiệp 2, chủ nhà Thái Lan hạ U23 Bahrain 5-0 ở trận ra quân bảng A. Có lẽ gặp ác mộng, U23 Bahrain cũng không nghĩ rằng họ thua dễ dàng như vậy và U23 Thái Lan lại thăng hoa đến thế ở trận mở màn. Trận thua này thu hẹp lại cơ hội đi vào tứ kết của U23 Bahrain. Họ không chỉ trắng tay sau lượt trận đầu mà còn nhận tới 5 bàn thua. Đồng thời, việc thua đội cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan khiến U23 Bahrain càng bị đánh giá thấp khi gặp U23 Iraq hôm nay và U23 Australia ở trận đấu cuối cùng. Trận thua vừa qua để lộ ra vô vàn yếu kém của Bahrain. Thầy trò huấn luyện viên Sami Chamam không tìm ra phương án khắc chế hàng công Thái Lan. Với bộ từ Supachai Jaidet, Supanat Muenta, Supachop Sarachat, Anon Amolasak. Trong khi đó, hàng thủ Bahrain dường như thường dâng cao để lộ khoảng trống phía sau. Phần lớn bàn thắng từ Thái Lan đều đến theo cách này và nếu như chắc chiu hơn, thậm chí U23 Thái Lan còn có thể thắng đậm hơn. Phong độ gần đây của U23 Bahrain và U23 Iraq. 5-0 là tỷ số đậm nhất lịch sử giải đấu U23 châu Á với cách biệt 5 bàn. Mới có 2 trận chênh lệch là 5 bàn như vậy khi Jordan hạ Myanmar 6-1 năm 2013, Hàn Quốc thắng Yemen 5-0 năm 2016. Lượt trận đầu Bahrain góp phần làm nên một kỷ lục, nhưng chắc chắn đấy là kỷ lục mà họ muốn sớm quên đi. Nhìn những gì U23 Thái Lan thể hiện trên Bahrain, chắc chắn U23 Iraq đã học hỏi được rất nhiều điều. Trận thua 0-5 tiếp tục khiến Bahrain bị đặt dấu hỏi về phong độ khi 3 trận chính thức gần nhất họ đều không có bàn thắng, nhận về tổng cộng 10 bàn thua trong 3 trận này. Chỉ thắng 2-1 trước Việt Nam trước giờ dự giải chỉ là một trận đấu tập và nó hoàn toàn không mang tính chất tham khảo với Bahrain, bởi Việt Nam chỉ thi đấu giữ sức và xem trận đấu này là dịp lắp ghép đội hình. Rõ ràng, Bahrain chưa có sự chuẩn bị tốt ở giải năm nay và sẽ không bất ngờ nếu như họ tiếp tục nhận trái đắng trước U23 Iraq.
Huấn luyện viên U23 Bahrain, Thái Lan mạnh hơn về thể lực và lối chơi. Ông Sami Chamam, huấn luyện viên trưởng U23 Bahrain, có những lời giải thích về thất bại của U23 Bahrain ở giải đấu đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 trước chủ nhà Thái Lan. Trải qua 90 phút thi đấu trên sân Rajamangala, thầy trò huấn luyện viên Sami Chamam phải nhận thất bại nặng nề 5 bàn không gỡ trước đối thủ mạnh U23 Thái Lan. U23 Bahrain phải chịu trận trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu. Họ phải nhận 2 bàn thua ở những phút thi đấu đầu tiên của cả hai hiệp. Đầu tiên là bàn thắng của Stefanat ngay phút thi đấu thứ 12. Sau bàn thua thứ 2 do công của Supachok bên phía U23 Thái Lan ở phút 46, đội bóng đến từ Tây Á đã vùng lên mạnh mẽ để tìm bàn rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên họ không một lần thành công do vấp phải khả năng phòng ngự chặt chẽ của U23 Thái Lan. 3 bàn thắng của Stefanat ở phút 79, Jeroen Stark phút 89-90+2 ở những phút cuối trận xuất phát từ những tình huống mà các cầu thủ U23 Bahrain không kịp lùi về sau những tình huống phản công chớp nhoáng của U23 Thái Lan. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Sami Chamam thừa nhận điểm yếu của các cầu thủ U23 Bahrain so với đội chủ nhà nằm ở yếu tố thể lực và kỹ thuật. Thái Lan mạnh hơn về thể lực và lối chơi, tất cả lợi thế đó thể hiện qua 5 bàn thắng mà chúng tôi phải nhận. Phải thừa nhận các học trò của tôi chưa thể đạt được trạng thái tốt nhất. Trong hiệp 2, họ thường bị qua mặt một cách dễ dàng. Chúng tôi phải cải thiện thể lực cho 2 trận tiếp theo. Mặc dù nhận thất bại nặng nề, huấn luyện viên trưởng Chamam hy vọng vào kết quả có lợi của 2 trận đấu sau. Chúng tôi còn 2 trận gặp Australia và Iraq. Mục tiêu là giành trọn 6 điểm để nuôi hy vọng giành suất dự Olympic 2020. U23 Bahrain vẫn còn nguyên cơ hội giành tấm vé vào tứ kết. Tuy nhiên, ở 2 trận đấu cuối cùng, họ phải lần lượt đụng độ Iraq ngày 11 tháng 1, Australia 14 tháng 1. Đây là 2 trận đấu khó khăn, với cả 2 đối thủ đều được đánh giá vượt trội so với đoàn quân Sami Chamam. Đội nào để U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2020? Sau trận hòa U23 UAE, U23 Việt Nam vẫn có cơ hội rất lớn để giành vé lọt vào tứ kết U23 châu Á 2020. Ở trận mở màn vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam chạm trán đối thủ số 1 tại bảng D, U23 UAE. Dù thi đấu cố gắng, đoàn quân của ông Park chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa không đều với đại diện bóng đá Tây Á. U23 Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 tại bảng D khi có cùng 1 điểm như UAE, đứng sau do thứ tự trên bảng chữ cái. Trong khi U23 Jordan độc chiếm ngôi đầu bảng với 3 điểm, còn U23 Triều Tiên đứng cuối. Cơ hội nào để U23 Việt Nam đi tiếp? Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, thế hệ của Công Phượng lọt vào tứ kết sau khi giành được 4 điểm, thua Hàn Quốc, thắng Australia, hòa Syria. Ngoài ra, 3 trong 4 đội nhì bảng ở giải đấu năm 2018, gồm cả U23 Việt Nam, đều đi tiếp với chỉ 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Như vậy, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn để lọt vào tứ kết U23 châu Á 2020 nếu giành thêm 1 chiến thắng ở 2 trận còn lại. Tuy nhiên, khả năng đi tiếp mới chỉ dừng ở mức 80% bởi U23 Triều Tiên năm 2018 vẫn bị loại từ vòng bảng sau khi giành được 4 điểm, do thua kém hiệu số so với U23 Palestine. Vì vậy, để chắc chắn có suất đi tiếp, U23 Việt Nam cần giành được 4 điểm ở 2 trận đấu với U23 Jordan và Triều Tiên. Khi đó, đoàn quân của ông Park Hang-seo có 5 điểm và nhiều cơ hội nhất bảng. Theo lịch thi đấu U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam gặp Jordan ngày 13 tháng 1, Triều Tiên ngày 16 tháng 1. Đây là 2 đối thủ được đánh giá nhẹ ký hơn so với UAE, vì thế khả năng để Hải và đồng đội giành từ 4 đến 6 điểm là rất cao. Nhận định khả năng Việt Nam và UAE có khả năng đi tiếp. Quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 Giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.